Giờ mình qua tiếp cái đề số 6 nha các em. Đề ôn tập số 6 thì hướng dẫn tiếp cái câu số 5. Câu số 5 là đề bài cho hình chớp SABCD có đáy là hình bình hành. Người ta vẽ cái hình bên trước nha. Các em nhớ cái tính chất của hình bình hành đó. Hình bình hành thì các cái cạnh đối diện, các cái cặp cạnh đối diện là song song với nhau, hai đường chéo cách nhau tại trung điểm của mỗi đường ha. Rồi, ta vẽ hình bình hành ABCD đây. Rồi, chấm điểm S đây. Rồi. Đề bài cho hình chớp SABCD có đáy là hình bình hành. Điểm M là trung điểm của SB, điểm M là trung điểm của SB. Ta ký hiệu trung điểm vào. G là trọng tâm của tam giác SCD. Em nhớ là trọng tâm là giao điểm của ba đường trung tuyến và nó có cái tính chất là trọng tâm chia mỗi đường trung tuyến ra thành ba phần bằng nhau nha. Trọng tâm chia mỗi đường trung tuyến ra thành ba phần nhau. Thế thì người ta gọi điểm N là trung điểm của, gọi N là trung điểm của CD, người ta nói SN lại. N là trung điểm của CD. Trọng tâm thì nó sẽ chia cái đường trung tuyến này ra thành là ba phần bằng nhau, hoặc là ta nhẽ thêm một đường trung tuyến nữa. Hay là vẽ đường trung tuyến này ra, trọng tâm nó sẽ chia cái đường trung tuyến này ra thành ba phần bằng nhau nhé. Em nhớ tính chất đó là cái tính chất quan trọng của trọng tâm. Rồi, người ta đọc lại cái đề bài. Đề bài cho hình chớp SABCD có đáy là bình hành, M là trung điểm của SB, G là trọng tâm của tam giác SCD. Được chưa? Trọng tâm thì ta sẽ vẽ là giao điểm của ba đường trung tuyến. Khi các em chưa có kinh nghiệm làm bài thì các em cứ vẽ ba đường trung tuyến ra. Thì tí nữa ta sử dụng đường trung tuyến nào thì ta sẽ dùng cái đó. Câu A là đề bài yêu cầu là tìm giao tuyến của mặt phẳng SAD và mặt phẳng SBC. Câu A. Cái câu này là một cái câu khá là dễ đúng không? Tìm giao tuyến của mặt phẳng SAB. Thì các em chú ý là mặt phẳng S A, xin lỗi, là mặt phẳng SAD. Tìm giao tuyến của mặt phẳng SAD và mặt phẳng là SBC. SAD và SBC. SAD là mặt phẳng phía sau đó, các em nhìn thấy được không? SBC là mặt phẳng phía trước này. Khi đọc tên ra thì ta thấy ngay cái điểm chung của hai phẳng này, đó là cái điểm chung đầu tiên ấy, là điểm S nè. Điểm chung đầu tiên là điểm S. Và dễ dàng ta thấy được cái cạnh AD song song với cái cạnh BC. AD song song với BC là vì ABCD là hình bình hành nha. ABCD là bình hành. Và ta nhớ lại cái định lý số 3 ở cái bài hai đường thẳng song song đó. Nếu hai mặt phẳng chứa hai đường thẳng song song thì giao tuyến của chúng nếu có sẽ song song với hai đường thẳng đó, hoặc là trùng với một trong hai đường thẳng đó nha. Và cái trường hợp trùng thì ta khỏi phải xét tới đi, trùng thì hiển nhiên nhìn vào thấy rồi nha. Vậy bài này ta trình bày sao? Đầu tiên là ta có nè, ta gọi điểm N là trung điểm của CD trước đã ha. Gọi N là trung điểm của CD.
Cái câu này nó không có liên quan gì tới cái bài ta đang, cái câu ta đang làm cả. Nhưng mà để vẽ cái đường trung tuyến này, vẽ trọng tâm G này, để vẽ cái đường trung tuyến này ra, như vậy ta gọi điểm N. Trong đề bài chưa có đặt tên nên ta phải tự đặt tên nha. Ta quay trở lại câu này thì ta có S thuộc vào giao tuyến của SAD và SBC. Rồi AD song song với BC. AD song song với BC là vì ABCD là hình bình hành, được không? Và thêm vào đó là cái đường AD này là nằm trong một khoảng là SAD. BC thì nằm trong một khoảng là SBC. Đó. Từ những điều này thì ta sẽ suy ra giao tuyến của mặt phẳng SAD và mặt phẳng là SBC nó sẽ là một cái đường thẳng D nào đó. Trong đó đường thẳng D được tạo ra thế nào? Trong đó đường thẳng D này đi qua điểm S và thẳng D này song song với BC và song song với AD. Cho nên kịp không? Đó. Nếu hai mặt phẳng chứa hai đường thẳng song song thì giao tuyến của hai mặt phẳng đó nếu có sẽ song song với hai đường thẳng đó hoặc trùng với một trong hai đường thẳng. Và bài toán này chắc chắn là thẳng D không trùng với BC và AD rồi, nó chỉ rơi vào trường hợp song song thôi ha. Vậy là ta vẽ cái giao tuyến của hai mặt phẳng này ra. Đó là đường thẳng D đi qua điểm S. Đường thẳng D đi qua điểm S và song song với AD, song song với BC. Đây là một cái câu rất là nhẹ nhàng ha. Câu này là cái câu để cho ta điểm đó. Câu B. Câu B là tìm giao điểm của MG với mặt phẳng là ABCD. Tìm giao điểm E của MG vào khoảng ABCD. MG đây các em. Tìm giao điểm E của MG và mặt phẳng ABCD. Để tìm giao điểm của MG và mặt phẳng ABCD thì ta chọn một cái mặt phẳng phụ chứa MG, rồi sau đó tìm giao tuyến của mặt phẳng đó với mặt phẳng ABCD. Thì dễ dàng chỗ này ta sẽ chọn mặt phẳng gì đây? Chọn phẳng SBN chứa MG. À, các em hình dung không? SBN chứa MG. Bước 1, ta sẽ chọn mặt phẳng. Chọn cái mặt phẳng là SBN chứa MG. Và bước thứ hai ta đi tìm giao tuyến của SBN với mặt phẳng ABCD. Ở đây ta chọn mặt phẳng SBN bởi vì cái việc mà tìm giao tuyến vào phẳng SBN với phẳng ABCD là cực kỳ đơn giản. Bước số 2 là ta tìm giao tuyến của SBN và mặt phẳng là ABCD. Chỗ này ta thấy ngay giao tuyến của mặt phẳng SBN và phẳng ABCD chính là cái đường thẳng đi qua điểm B với điểm N luôn. Chỗ này ta thấy ngay ha, là ta có nè SBN giao với phẳng ABCD, đó chính là BN. À, chỗ này kìa không em, là ta đã qua xong cái bước số 2. Và bước số 3 là làm gì? Bước số 3 là ta đi tìm giao điểm của MG với cái giao tuyến BN này nữa là xong. Thì bước số 3 là trong cái mặt phẳng SBN ta có cái điểm E là giao điểm của BN với lại là MG. Thì đây khi đó cái điểm E chính là giao điểm của MG với cái mặt phẳng ABCD luôn nha. Vậy ta kéo dài cái bên này ra
kéo dài BN này ra. Thì BN sẽ cắt MG tại một cái điểm E nào đó này. Rồi, thấy chưa? À, ta đã giải quyết xong cái câu B. Câu C là đề bài yêu cầu chứng minh A, D, E thẳng hàng. Câu C là chứng minh A, D, E thẳng hàng. Chứng minh A, D, E thẳng hàng. A, D, E thẳng hàng. Đây ta nói E lại. Chứng minh A, D, E thẳng hàng. Rồi. Các em nhìn thấy cái đoạn D, E chưa? Chứng minh là điểm A, điểm D, điểm E thẳng hàng. Chứng minh 3 điểm thẳng hàng thì nó có nhiều cái phương pháp lắm. Có thể là chứng minh hai cái đoạn thẳng cùng song song với một cái đường thẳng nào đó, hoặc cùng vuông góc, hoặc là chứng minh dựa vào những cái điểm đặc biệt trong tam giác hoặc là trong hình bình hạnh, vân vân. Trong trường hợp này ta sẽ lựa chọn cái phương pháp chứng minh nào? Ở đây này các em sẽ dễ dàng nhìn thấy cái đoạn thẳng AD này song song với gì các em? Song song với BC, được không? AD song song với BC. Vì để chứng minh ba điểm này thẳng hàng, nó hình dung là nếu ta chỉ cần chứng minh được là DE, ta chỉ cần chứng minh được là DE song song với lại là BC, ta chứng minh được DE song song với BC thì ngay lập tức ba điểm này nó sẽ thẳng ngang hai ngay. Được. Ta phân tích cái bài toán này nè. Xem coi cái việc công việc mình cần làm là cái gì. Là ta đã có AD song song với BC. Ta đã có AD song song với BC. Vậy để chứng minh ba điểm này thẳng hàng, dẫn đến cái việc là ta sẽ suy nghĩ đến cái chuyện là chứng minh DE song song với BC sẽ dẫn đến cái việc cần chứng minh. Đây là những cái điều ta chưa có, ta phân tích những cái điều mà ta cần làm. Nó ta cần chứng minh là DE song song với BC. À, chứng minh DE song song với BC. Và muốn chứng minh DE song song với BC. À, các em hình dung này, các em nhớ lại cái điểm N này nè. Cái điểm N đấy là trung điểm của DC. Được, điểm N chính là trung điểm của DC. Vậy nếu mà DE song song với BC nữa thì cái tứ giác DECB nó sẽ là hình bình hạnh. Được không? Vì muốn chứng minh DE song song với BC thì nó dẫn đến cái việc là DECB là hình bình hạnh. Nó dẫn đến cái việc là ta cần chứng minh cái tứ giác là DECB là hình bình hạnh. Được không? Và muốn chứng minh một cái tứ giác là hình bình hạnh thì ta phải nhớ lại cái dấu hiệu nhận biết hình bình hạnh là gì. Hình bình hạnh là cái tứ giác có hai cặp cạnh đối song song, hoặc một cặp cạnh đối song song và bằng nhau, hoặc hai đường chéo cách nhau tại trung điểm của mỗi đường. Trong trường hợp này ta sẽ lựa chọn cái dấu hiệu nào? Chắc chắn là ta không có lựa chọn cái dấu hiệu song song được rồi. Tại vì ta đang cần chứng minh song song. Nếu mà chứng minh được song song thì chứng minh trực tiếp luôn, chứ chứng minh hình bình hạnh để làm cái gì? Được không? Nên ta sẽ lựa chọn cái dấu hiệu là chứng minh điểm N là trung điểm của hai cái đường chéo. Hình dung được không? Vì muốn chứng minh cái tứ giác là hình bình hạnh, dẫn đến cái việc ta chứng minh là điểm N là trung điểm của BE. Vì N nó đã là trung điểm của CD rồi. Muốn chứng minh tứ giác này là hình bình hạnh, vậy chứng minh là N là trung điểm của BE là xong. Vậy dẫn đến là N là trung điểm BE. Rồi, ta chỉ cần trả lời vì sao N là trung điểm của BE là được. Được không? Thì bây giờ nó quay về cái chuyện là chứng minh N là trung điểm của BE. Chứng minh N là trung điểm của BE. Muốn chứng minh N là trung điểm của BE, ta hình dung rồi ta sẽ làm cho đây. N là trung điểm của CD rồi nhé. Chứng minh N là trung điểm của BE. Muốn chứng minh N là trung điểm của BE đó, thì nếu mà ta biết cái định lý Menelaus thì ta sẽ làm bài này rất là nhanh. Không biết thì ta làm vẫn được bình thường thôi nha. Chỗ này điểm M là trung điểm của FB rồi. Người ta cho mình cái trọng tâm này thì ta phải nhớ là xem cái trọng tâm này dùng để làm cái gì. Trọng tâm này, điểm G là trọng tâm của tam giác SCD. Ta phải khai thác cái giả thuyết trọng tâm này và khai thác cái giả thuyết trung điểm này, xem trong bài toán này được sử dụng như thế nào. Chỗ này ta nói SE lại.
Rồi. Ta nói SE lại. Khi ta nói SE lại thì những cái đường bên trong này nó trở thành cái đường đứt nha. SD là thành đường đứt nha. Nói SE lại. Các em quan sát cái tam giác là S, B, E. Các em quan sát cái tam giác SD. Ta đang cần chứng minh điểm N là trung điểm của BE. Phải biết là mình cần chứng minh cái điều gì. Biết tại sao? Mình phải biết mình cần chứng minh cái điều gì để mình không có bị ngộ nhận. Mình phải biết là mình cần chứng minh cái điều đó nó chưa có. Để tránh cái trường hợp là một hồi ta sẽ ngộ nhận gần cái điều đó đã có rồi, cái làm một hồi là ta xem như có rồi khỏi chứng minh luôn. Được. Nên là cái việc mà ta cần biết phải chứng minh điều gì rất là quan trọng. Từ cái yêu cầu này phải dẫn đến cái yêu cầu thực sự của bài toán. Yêu cầu thực sự của bài toán là để làm tới cái gì? Đó là quan trọng nha. Chứng minh điểm N là trung điểm của BE. Được không? N là trung điểm của BE. Ta quan sát là trong tam giác S, B, E thì có M là trung điểm của SB. M là trung điểm của SB rồi. Cho nên nhìn thấy được, M là trung điểm SB. Vậy thì cái đường EM này nó sẽ là cái đường trung tuyến trong cái tam giác SBE. Nếu mà chứng minh N là trung điểm, tức là phải chứng minh là gì đây? Cái đường này sẽ trở thành đường trung tuyến luôn được không? Nếu N là trung điểm thì cái đường SN này, đường SN nó là cái đường trung tuyến trong tam giác SBE. Hình dung được không? Nó là đường trung tuyến trong tam giác SBE. Muốn là đường trung tuyến trong tam giác SBE đó thì thực sự là ta phải chứng minh điều gì? Ta phải chứng minh GE chia cho EM bằng 2 phần 3. Vậy là thực chất là ta cần làm gì? Ta cần chứng minh được cái tỷ số là GE chia cho EM bằng 2 phần 3. Khi GE chia EM bằng 2 phần 3 thì lúc đó là điểm G nó chia cái đường trung tuyến EM ra thành 3 phần bằng nhau. Thì điểm G này nó sẽ là trọng tâm trong cái tam giác SBE. G là trọng tâm thì SG nó sẽ trở thành cái đường trung tuyến, SG nó sẽ đi qua cái điểm N này ngay, được không? Nhớ rằng điểm G là trọng tâm của tam giác SCD nha. Trọng tâm tam giác SCD, ta chưa có điểm G là trọng tâm của tam giác SBE. Điều ta cần ở đây là G là trọng tâm của tam giác SBE. Muốn G là trọng tâm tam giác SBE thì chỉ cần chứng minh được là GE chia cho ME bằng 2 phần 3. Vì ME đó là đường trung tuyến trong tam giác SBE. Kịp chưa? Được chưa? Vậy ta nói lại thêm lần nữa. Cái công việc của ta bây giờ là làm gì? Đó là chứng minh cái tỷ số GE chia cho M bằng 2 phần 3. Được không? Muốn làm được điều này thì ta sử dụng một cái định lý mà các em học ở trong lớp 8 á, định lý Melius, định lý đó chứng minh nó tổng quát hơn. Còn nếu không có thì ta có thể không sử dụng định lý đó thì ta có thể kẻ được phải song song chứng minh bình thường ha. Chỗ này ta sẽ gọi cái điểm G, gọi điểm G là trung điểm của BN, gọi G là trung điểm của BN. Rồi, bây giờ ta sẽ đi vào cái phần chứng minh ha. Đầu tiên ta gọi điểm G là trung điểm của, ta xóa cái phần bên đây nhé. Ta gọi G là trung điểm của BN, gọi G là trung điểm của BN. Gọi G là trung điểm của BN thì các em quan sát trong cái tam giác là S, B, N. À, tam giác, trong tam giác S, B, N. À, tam giác S, B, N lúc này nè, nó có điểm G là trung điểm của BN, điểm M là trung điểm của SB. Nên là ta sẽ thấy ngay MG là đường trung bình của tam giác SBN. Thì chỗ này ta sẽ có là NG. Chỗ này NG, MG.
MG. MG là đường trung bình của tam giác SBN. NG là đường trung bình của tam giác SBN thì ta sẽ suy ra được chỗ này. Đó là NG song song với lại là, xin lỗi, cho nên là MG song song với lại là SN, và MG bằng 1 phần 2 SN. Đó, chỗ này các em theo kịp không? MG song song với SN và MG bằng 1 phần 2 lần SN. Được chưa? Rồi. Mặt khác á, là ta xét trong cái tam giác là MG E, mặt khác là trong tam giác là tam giác MG E. Tam giác MG E này có là GN song song với lại là MG. GN song song với MG. GN song song với MG là vì vừa rồi là MG song song với lại là SN song song với SN thì nó hiển nhiên là GN này cũng song song với MG luôn, hiểu không? Thì áp dụng cái định lý Thales á thì ta sẽ có là MG mà ta đang chia cho GN. MG chia GN. Đó. Ta lấy cái đoạn lớn nè, ta chia cho cái đoạn nhỏ này, được không? Còn không thì ta ghi thế này cho các em dễ hình dung nha. Thì ghi ngược ngược thì mất công em khó nhìn. Trong cái tam giác là EMG, trong tam giác là EMG rồi có GN song song với lại là MG, thì khi ta lấy G áp dụng lên lý Thales đó thì ta sẽ có là GN chia cho MG. GN chia MG thì nó sẽ bằng là EG chia cho M, chia cho em M. Rồi, chỗ này các em theo kịp không? Mà GN này các em, GN này thì bằng bao nhiêu lần của SN đây? Nhớ lại, nãy giờ ta chưa dùng cái giả thuyết gì. Đó là G là trọng tâm của tam giác SCD. Rồi bây giờ mới dùng nè. G là trọng tâm nên GN nó sẽ bằng 1 phần 3 lần của SN. Chỗ này tương đương, thì viết là EG chia EM, thì viết cái tỷ số này lại trước nha. GN thì bằng 1 phần 3 lần của SN, thì cái này sẽ là 1 phần 3 lần SN. Rồi chia cho MG, MG thì bằng 1 phần 2 lần SN. Đó. Chia ghi dấu chia gì luôn cho dễ xem, được không? Chia thì bằng nhân nghịch đảo SN rút gọn đi 1 phần 3 chia 1 phần 2 thì nó sẽ bằng 2 phần 3. Chỗ này các em theo kịp không? Vậy là ta đã chứng minh được cái điều gì? Đó là EG bằng 2 phần 3 EM, được không? EG bằng 2 phần 3 EM. M. Vậy là trong cái tam giác SBE, EM là đường trung tuyến. EM là đường trung tuyến. Mà EG nó lại bằng 2 phần 3 lần EM. Nên suy ra G là trọng tâm của cái tam giác SBE. Vậy thì khi đó G sẽ là trọng tâm của tam giác SBE. G là trọng tâm của tam giác SBE. Được không? G là trọng tâm của tam giác SBE. Đây, vậy là G là trọng tâm của tam giác SBE. Vậy thì ba cái điểm là S, G, N nó phải thẳng hàng vì điểm N là trung điểm của BE, được không? Rồi, điều này nó sẽ từ những điều trên. Từ những điều trên
thì ta có được N là trung điểm. Của VE. Cho nên các em theo kịp không? Ta đã chứng minh được là G là trọng tâm của tam giác SBE. Thì khi đó là điểm N S, G, N này sẽ thẳng hàng. Tại vì khi đó là bằng 3 điểm này thẳng hàng rồi đúng không? SG này nó phải là đường trung tuyến. SG này nó phải là đường trung tuyến. Thì khi đó điểm N này nó phải là trung điểm của BE. Được chưa? Vậy là mình đã chứng minh được điểm N này là trung điểm của BE. Được không? Điểm N là trung điểm của BE. Và điểm N ngay từ ban đầu nó đã là trung điểm của gì? Là CD. Nên chỗ này ta sẽ dễ thấy. Ta sẽ dễ thấy cái tứ giác DECB là hình bình hành. Dễ thấy CEDB là hình bình hành. Hiểu không? Ta dễ thấy cái tứ giác này nó là hình bình hành vì N là trung điểm của BE và CD. Tứ giác này là bình hành thì ta sẽ suy ra được điều gì? Đó là DE song song BC. DE song song BC. Mặt khác AD cũng song song với BC. Mà AD cũng song song với BC. Từ những điều này thì ta sẽ suy ra được là điểm A, điểm D, điểm E thẳng hàng, được không? Là các em tự kết luận nhé, suy ra cái điều phải chứng minh. Như kết luận. Rồi. Cái câu này còn một ý nữa. Sau khi đã chứng minh được 3 điểm này thẳng hàng rồi thì đề bài yêu cầu là tính cái tỷ số ý sao là tính cái tỷ số EA chia cho ED. Thì khi em làm ý trước rồi thì cái ý này nó trở nên đơn giản là ba điểm này đã thẳng hàng rồi, cái tứ giác là DECB là hình bình hành nên DE bằng BC, được không? AD bằng BC vì ABCD là hình bình hành, được không? Vậy thì ta sẽ có ngay cái kết quả của cái tỷ số này là gì đây? EA chia ED bằng 2 vì cái điểm D đó là trung điểm của AE. Rồi, cái phần trình bày chi tiết thì các em cứ ghi ra thôi nhé. Là do cái DECB là hình bình hành nên là DE bằng BC, AD bằng BC, suy ra là A chia điểm D đó là trung điểm của AE vì ba điểm này nó đã thẳng hàng ở ít trước đó rồi, được không? Thì khi đó là AE chia DE nó sẽ bằng 2 vì điểm D là trung điểm của AE, được chưa? Rồi, chúng ta dừng lại đây nhé.